Và đặc điểm của Bồ Tát á, tức là người chúng tánh Bồ Tát á, thì có ba đặc điểm như sau. Mình kiểm tra để mình tu có phải là mình chúng tánh Bồ Tát không nha. Thứ nhất là luôn luôn nghĩ đến cái cái tốt hơn, cái tốt nhất để mà mình sửa đổi mình. Có nghĩa là Bồ Tát á, là luôn luôn cầu tiến lên đó là mình không có bồ tát không có hài lòng với những cái gì mình đang có mà mà muốn là mình hoàn thiện hơn đó, luôn luôn nghĩ cái tốt hơn cái tốt nhất để mà sửa đổi thân tâm sửa đổi thân tâm mình sửa đổi chính mình để mình được là đó là điều nhất Vậy quý vị có cái đó không hay là mình tu học một thời gian rồi bắt đầu mình ngã mạng lên mình bắt đầu mình nghĩ là mình đắt rồi mình có cái này có cái kia là mình là thầy thiên hạ bấm, trời ơi đó khởi đấy thì chứng tỏ quý vị không phải là bồ tát à cho nên khó nhà khó nhà thứ hai bồ tát là luôn có khả năng buông bỏ rất tốt buông xả rất tốt đó, tức là cái ngài không có gì không thể buông xả cái gì cũng buông được đó, cái tánh đó. quý vị không buông được nhà không buông được con không buông được cái gì đó thì chắc là vị, chúng ta là chỉ cái hạng đó thôi chúng ta biết là chúng ta phàm phu dữ lắm còn bồ tát chưa thứ ba Bồ Tát luôn cố gắng phá ra tất cả những cái vách ngăn Tức là không muốn nhốt mình ở trong một cái lòng Mà mình muốn mình ra một cái chân trời cao rộng Tức là không bao giờ thỏa mãn với những hài lòng Với những cái gì Ví dụ cái ngài đã đắc được sơ thiền à, chưa đắc sơ thiền thì mong đắc sơ thiền đó chúng đánh bồ tát vậy nếu đắc sơ thiền rồi thì các ngài sẵn sàng buông sơ thiền để các ngài lên nhị thiền. Nhĩ thiền chưa đủ, tam thiền, tứ thiền cho đến quả a la hán. Quả la a la hán vẫn chưa đủ cầu độ chúng sanh. Trên cầu đó sẽ đến tất quả vị vô thương bồ đề. Tức là thành Phật và hoặc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy ai có những chủng tánh như vậy thì chúc mừng quý vị, ba chủng tánh đó quý vị sẽ là những người đi trên đường đạo bồ đề hay là đạo giác ngộ còn đường giác ngộ hay là con đường giác ngộ hoặc là đường bồ tát Là đứt tục còn nếu như...